Ngày 23 tháng 10, 2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án mua bán trái phép các chất ma túy, bắt 9 đối tượng thu giữ gần 200 tép ma túy. Trước đó, các trinh sát đã phát hiện đường dây mua bán ma túy phức tạp, hoạt động ở vùng giáp ranh thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, có sự tham gia của nhiều đối tượng, chủ yếu là người trong gia đình, dòng họ với nhau. Có đối tượng chủ mưu, cầm đầu, nhóm đối tượng giúp sức và trực tiếp thực hiện hành vi mua bán trái phép các chất ma túy. Đầu tháng 9 2020, Phòng Cảnh sát ma túy Công an thành phố Cần Thơ xác lập chuyên án. Đến ngày 17 tháng 10 2020, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thành phố Cần Thơ phá án, bắt tổng cộng 9 đối tượng ngụ tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Qua khám xét nơi ở và trên người các đối tượng đã thu giữ 199 tép heroin, một xe ô tô, 5 xe mô tô, 9 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định Lê Văn Kiệt, 56 tuổi và Võ Văn Hậu, 35 tuổi cùng ngụ quận Cái Răng là đối tượng cầm đầu, Lê Thanh Long, 40 tuổi là người trực tiếp giao ma túy cho con nghiện theo sự chỉ đạo của Kiệt. Kiệt mua ma túy của một người không rõ tên, địa chỉ về phân ra từng tép nhỏ, tổ chức bán lại cho người nghiện ở Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.